Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường ngày 8 tháng 5 năm 2023 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bà con trồng điều ở Tây Nguyên đang gặp khó khăn vì điều mất mùa, mất giá. Nếu như mọi năm năng suất bình quân đạt hơn 1 tấn hạt tươi 1 hecta, thì niên vụ 2023 này giảm chỉ còn 3 đến 4 tạ 1 hecta. Giá hạt điều tươi dao động từ 25 đến 28.000 đồng 1 kg, thấp hơn 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia, điều ở Tây Nguyên mất mùa là do phần lớn diện tích điều đã bước sang giai đoạn già cỗi và thời tiết năm nay thay đổi thất thường.